Tehan Minh Quốc là Đại Hàn Dân Quốc. Quốc Minh là người dân đúng không? Người dân. À, Quốc là quốc mà Minh là dân, người người dân đó. Ừ. Yên si mi là chăm chỉ, in ha ta là làm việc chăm chỉ. À, bên tôn nư rồ, bên ta là kiếm tiền ha, kiếm tiền, việc mà kiếm tiền. Sen hoa là sinh hoạt, yu chi ha ta là duy trì. Vì muốn duy trì cái sinh hoạt thường ngày đó đó thì mình phải chăm chỉ kiếm, chăm chỉ làm việc để kiếm kiếm tiền. Cho nên là cái câu này dịch đó là tất cả những người dân sống ở Hàn Quốc á thì phải làm chăm chỉ làm việc chăm chỉ kiếm tiền để duy trì cái sinh hoạt hàng ngày á. Tô là thêm tổng ha. Tôn ơi, bên mạnh khum, mạnh khum mỗi cấu trúc là mạnh khum là cái khoảng ha. In chân hơn khoảng là định, có nghĩa là mình nhận được bao nhiêu á, theo quy định, có nghĩa là hàng tháng mình ví dụ 2 triệu 2,5 triệu gì đó ha. Cơm ép là cái tiền tiền đó ha. Cơm cơm ép là tiền thôi. Tiền mặt đó, cái tiền ha, cơm ép tiền. Xe cung là nộp thuế ha, tiền thuế. Cung là hiện kim hay là tiền, còn xe này là thuế. Quốc ca là quốc gia. Nem ni ta là cái câu cấu trúc đấy, cái từ là ne ta thôi. Ne ta là trả hay là đóng. Từ này là mình dịch là từ đóng hay hơn nè, có thể là mình dịch từ trả cũng được, là đóng đóng tiền cho đất nước hay là quốc gia. Tiền thuế mà nó định quy định, tiền thuế được quy định ha, theo như cái tiền mình kiếm được, có nghĩa là mình kiếm bao nhiêu. Ví dụ mình kiếm được là 3 triệu thì mình đóng khoảng ví dụ như 1/10, ví dụ 300 ví dụ như ha, thì mình theo phần đó. Ví dụ mình 10 triệu thì mình đóng 1 triệu ví dụ như vậy, thì đó thì đó là theo cái khoản tiền mà mình nhận được, cái khoản mà mình nhận được bao nhiêu thì mình sẽ đóng. Và cái imu cắt ra, imu là cái nghĩa vụ. Đây là cái nghĩa gì, vụ gì, thì cái câu nghĩa vụ này là rất là đơn giản không, nắp xe imu. Câu này rất là dễ. Rồi, các bạn chỉ cần nghe cho thầy ha, nghe cho thầy chỉ cần 3 từ này thôi là các bạn sẽ làm luôn. Các bạn không cần nghe hết nhưng mà các bạn chỉ cần nghe cho thầy 3 từ thôi. Thứ nhất á là từ Yoshimi in hata. Yoshimi in hata. In là có nghĩa là làm việc chăm chỉ rồi. Cơm ép cơm xe cơm. Xe cơm. Nem ni ta. Chỉ có 3 từ này thôi là các bạn biết là làm việc để đóng thuế vậy thôi. Đó. Là các bạn trả lời luôn là gì? Nắp xe ươi ươi mu, hoặc là nắp xe ươi mu cũng được ha. Nắp xe e ươi mu hoặc là nắp xe ươi mu cũng được. Nắp xe ươi mu mà thêm cái chữ im ni ta cho nó đẹp nha. Im ni ta. Im ni ta. Nắp xe ươi mu hoặc là nắp xe ươi mu cũng được ha. Cái nào cũng được. Imu là nghĩa vụ, nắp xe là đóng thuế, nộp thuế. Rồi. Cho nên chỉ cần các bạn nghe chỉ cần 3 từ này cho thầy thôi ha. Các bạn nghe, nếu mà nghe hết thì quá tốt. Còn nếu mà được thì chỉ cần đánh dấu 3 từ này vô là mình sẽ làm được cái câu này. Rồi, các bạn mở mic lên lên ha. Nắp xe imu, rồi cái nghĩa vụ tiếp theo là thường thường là nghĩa vụ gì nữa? Kinh lô uy mô, đúng rồi, kinh lô uy mô, đúng rồi. Rồi nghĩa vụ gì nữa các bạn? À, Cúc cúc ba người bang lúc ươi mù. uy mô, cúc bang uy mô. Và cái nghĩa vụ đó là tiếp theo là nãy bạn nói, có một bạn nói là Chú chu Dúc uy ươi ươi mù em mô. ta. Đúng rồi, cái này phải nhớ luôn luôn nha, chu giúp uy mô.
Thì hôm bữa thầy có nói với các bạn, nếu mà mình muốn trả lời bốn nhiệm vụ đơn giản á, thì mình nhớ là thứ nhất là học sinh, đúng không? Học sinh là phải kêu giúp Ừ. IMU, đúng không? Học sinh là có nghĩa là từ lớp 1 đến 12, lớp 1 đến 12 là đại học học sinh. Rồi sau đó là học sinh xong một cái lớp 18 tuổi trở lên á, thì gọi là Cục quan, tăng là đi bộ bộ đội đấy. bộ À, đội quân cúc văn là quốc phòng đó các bạn, quốc phòng, chứ cúc văn là quốc phòng, nhưng mà nghĩa vụ quốc phòng gọi là nghĩa vụ đi bộ đội, đi lính đó. Rồi nghĩa vụ đi bộ đội rồi về học, rồi tốt nghiệp xong rồi phải đi là đi quân làm, đội quân đi làm xong thời rồi gian cái có tiền rồi, cái nạp phải nộp xe nộp xe một đó. Là cái quy trình này là các bạn nhiều khi mà các bạn quên, thì các bạn nhớ là từ nhỏ rồi lên 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 lớn 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 nộp xe ưu mô ha, cuối cùng là nộp xe ưu mô ha. Rồi còn có nhiều cái vị khán giả hoặc là vị giám khảo họ lại làm khó cho mình nữa, nghĩa là nghĩa vụ giáo dục là gì, nghĩa vụ quốc văn là gì, nghĩa vụ kinh lô là gì, nghĩa là mình giải thích thêm nữa, thì có nhiều người họ hỏi thêm như vậy. Nhưng mà vài bữa có câu hỏi, cái câu giải thích thì mình học xong rồi. Cái này mình to to chút. Rồi câu tiếp theo nha, câu 7. Urinara, hôm nay có nghĩa là từ đây mình học thì sách này á, là mình được học, là mình được thấy chữ, thấy ngon lành hết, đúng không? Rồi mình biết đáp án hết không? Là lần sau là thi, là có nghĩa là một bạn cứ đứng lên nhìn mặt thầy thôi, thầy đọc và cái trả lời thôi, chứ không có được nhìn nữa nha. Cho nên lần này là mình học, nên là mình học cho kỹ ha, rồi về nhà học cho kỹ và bữa thi nha. Và bữa có cuộc thi nha các bạn, không phải không thi đâu. Rồi Urinadae chân thông un tông uro xuân quả bà rế sayon hào cô olympic trong mốc cửa che thách tên y un tông un mùa sinh nhật cá. Quân đội Taekwondo, đúng rồi. quân Mình dịch thử nha. Urinara là đất nước chúng ta, đúng không? Chân thông quân tông, chân thông là truyền thống, quân tông là một cái môn thể thao truyền thống của đất nước chúng ta. Chữ tươi này là của ha, cái môn thể thao truyền thống của đất nước chúng ta. Sa dông ha ta là sử dụng. Son son là tay, và pal là chân, sử dụng tay và chân thôi. Và ha, chữ ha câu là và. Olympic là thi Olympic đó ha. Trong mốc là cái bộ môn. Che thách là một cái môn được lựa chọn, một cái môn trong cuộc thi Olympic, mà cái môn thể thao đó là môn gì, thì mình trả lời đó là Taekwondo, đúng không? Taekwondo. Bạn Trang, bạn 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 Hằng ở tại Jeju mới vào thì lập cái trong sách 34 bộ đề, Trang câu Trang số 1 anh nha. 34 một đội bộ đề mà thầy mới gửi bữa đó. Rồi, các bạn chỉ cần nghe cái câu này, là các bạn chỉ cần nghe 3 từ cho thầy thôi nha. Các bạn không cần nghe hết ha, chỉ cần nghe 3 từ thôi. Một á là mình chân thông un tông, nhớ chữ un tông mà un tông xuân quá pal, đặc biệt nghe chữ Olympic nữa thầy là được nha, Olympic nữa. Nghe bốn từ này thôi á, thì các bạn trả lời đó là Taekwondo ha. Vài bữa các bạn nghe thầy đọc đọc một hồi, đọc rất là dài đúng không, nhưng mà nghe chỉ cần mấy từ thôi, chỉ cần là chân thông un tông đó, xuân quả bàn bài rồi Olympic, nghe nhiêu đó là mình sẽ trả lời là Taekwondo nha. Ok, bộ đề 34 bộ đề và trang số 1 ở nha, bạn Hằng ở Jeju. Rồi hôm bữa có một bạn nào hỏi đó. Rồi bây giờ mình trả lời câu này rất là đơn giản. Bapwoneso palkyol Saramun Nuku imni ka. Bất quân Anh là ta đúng rồi, bất quân là tòa án đúng không? Tòa án là
À, dạ, chữ Palikin là phán quyết ha, chữ phán quyết, phán quyết, phán quyết người này vô tội là người có tội, là người này bị phạt gì đó, phán quyết, phán quyết. Saram Nukui thì ai là người phán quyết tại tòa án, thì cái câu này thì mình chỉ trả lời là Pansanim, là câu này rất là dễ, câu này rất là dễ. Pansa, các bạn thêm chữ nim vào nha, các bạn thêm chữ nim vào cho thầy nha, thầy chắc đánh bị lỗi ha, cho nên Pansanim ha, đọc cho nó kính trọng chút ha, những người này rất là kính trọng cho nên đọc là Pansanim, thêm chữ nim vào. Các bạn chỉ cần nghe cái này nghe không có cần nhiều đâu, cứ nghe là Bớp Quân và Pankin Anansaram là được ha, Bớp Quân các bạn nghe nha, nghe chỉ cần hai từ thôi là được ha, không cần nghe nhiều, nghe từ là Bớp Quân và nghe chữ Pankin Saram, như vậy là các bạn trả lời là Pansa nha. Rồi câu này thì mình nghĩ thầy thấy là nó rất là dễ, câu này mình bỏ qua nha, được không? Dễ ha. Kim Kim Trang đúng không? Này mà các bạn nào không, không? Cái này rất là dễ ha. Nghe các bạn chỉ cần nghe Kim Chi ha. Kim Chi Han Cơ Bên nè. Tam Tà, Tam Cư Ninh là chỉ cần nghe ba câu này á, thì các bạn trả là Kim Trang muối Kim Chi ấy. Còn mấy cái câu chỗ này thì không cần nghe đúng không? Nghe là kim chi hành cơ bên nè, trong một lần muối, chữ chữ tam chúng ta là muối hay là ngâm ha, ngâm hay là muối, Việt Nam mình là chữ ngâm ha, ngâm hay là muối hay là chứa đựng vào kim chi một lần, ăn cả mùa đông đúng không, ngâm vào mùa đông đúng không, ăn cả năm đúng không, cái này kim chi ăn nhiều năm đúng không, có thể chọn loại là ăn nhiều năm. Rồi cho nên các bạn chỉ cần như vậy rồi. Câu số 10 nha các bạn, câu số 10. Rồi thầy nhờ một bạn đọc được không? Bạn Trang ha, bạn Trang đọc cho thầy nghe được. Chiyokha, em xin đọc lại. Chiyokha he, nè sa in chong han chi son qua, chan mu nin yo kun, khắc chu go chiyokha he e, in chok mun chok cha wa nun, tung won ha yo, chiyokha buk chi run, chung chi mu ro, han chung han chok pin, cha he buk chi sa op kun su heng ha nun, sao hề bút chì xì xò rừng ở tôn kỳ quan kỳ quan nìm lì cá. Quá giỏi, quá giỏi. Rồi, các bạn dịch nha, có những cái từ này ha. Chi dốc xa hè. Xa hè là xã hội, mà chi dốc là cái khu vực xã hội ha, hay là trong xã hội, trong xã hội. Nê sơ, nê là trong xã hội, trong các khu vực trong xã hội đó. In chân hành, những cái quy định, những cái mà season là trang thiết bị, đã định rồi ha, đã định trang thiết bị, season là trang thiết bị ha. Chân môn in nhóc, các bạn cái từ từ này là các bạn đọc là in nhóc cho thầy nha, in in nhóc, này là tại sao nó vậy, mai mốt thầy sẽ cho các bạn học một cái buổi cái lớp gọi là đọc liệu phát âm. Chân môn in nhóc, chân môn là người có chuyên môn, và in in là cái người, liệu là nhân lực có chuyên môn hay là những người có chuyên môn được đào tạo bài bản chuyên môn, các chu cô, hay là cái từ trường này là chữ mang, chữ mang lại thôi ha. Chi giấc sa e in chất muôn chất cha quân, in chất muôn chất, là cái này là nói về nhân văn, nói về chút nữa mình sẽ dịch thêm, nói về nhân văn và đặc biệt là những cái trang thiết bị để mà giúp đỡ cho những cái người mà ví dụ người để mà tập
thể dục thể thao đó, tập vận động, ví dụ như cái công viên, hay là có những cái trang thiết bị, hoặc là có những cái tòa nhà có những người người lớn tuổi họ vào họ tập, hay là những người dân họ tới họ tập. À, thì cái này là những cái season, những cái trang thiết bị đó. Tương quân hay chi giấc xa bút chi, xa bút chi là xa bút chi là phúc lợi xã hội ha, xa bút chi là những cái xa bút chi xã hội. Trung sim là trọng tâm ha. Trung hành trung hấp chấp kinh, tổng hợp xa hê bút chi xa ốc. Cái này cũng là xa hê bút chi đúng không? Xa hê bút chi là nó cũng như là xa bút chi thôi. Xa hê bút chi này á thì gọi là phúc lợi xã hội, cũng là phúc lợi xã hội. Rồi xa hê bút chi si sơn là những trang thiết bị về vấn đề phúc lợi xã hội ấy. Thì đó là cơ quan nào, thì nó như thế này, có nghĩa là trong xã hội thì có những cái trang thiết bị cũng như những cái nhân nhân lực có chuyên môn, họ được thì có một cái cơ quan nói về phúc lợi xã hội, phúc lợi xã hội và ngành công nghiệp phúc lợi xã hội, cho các cho những cái khu vực ha. Thì cái câu này thì nó hơi dài cho các bạn, nhưng mà các bạn nhìn nhìn cho thầy ba từ này thôi ha. Cái này nó nhìn ba từ cho này thầy là thứ nhất á, là cứ nghe là cứ xa chi giấc xa hê xa bút chì, rồi gì nữa, xa xa hê bút chì, rồi đây nữa, xa hê bút chì, cứ nghe là ba từ cho thầy nghe không, cứ xa hê bút chì, cứ xa hê bút chì, cứ xa hê bút chì, thì mình trả lời là xa hê bút chì, thêm chữ con đây nữa là hê con nữa, hội quán nữa ha, chữ hê con nữa là được ha. Một cái hội, hội quán của phúc lợi xã hội. Thì để câu này nó hơi dài, nhưng mà mình chỉ cần nghe ba câu như thế này, nghĩa là những cái trang thiết bị, rồi có những cái nguồn nhân lực làm việc trong cơ quan đó, thì cơ quan đó nó là cái cơ quan để mà phúc lợi xã hội, để giúp đỡ những người, những cái thiết bị giúp đỡ những cái những người có thể là già trẻ lớn bé gì, có những cái phòng tập như vậy. Thì cái này gọi là mình trả lời đó là sa he bút chi he quan. Các bạn chỉ cần thêm chữ he quan này thôi. Còn cái chữ sa he bút chi là cứ mình nghe là ba cái là cứ sa sa he bút chi, sa he bút chi, sa he bút chi, là mình trả lời là sa he bút chi là được rồi. Còn nếu mà dịch thì mình dịch như vậy, còn nếu mà các bạn hay khó thì các bạn chỉ nghe cái từ chi giấc sa he sa bút chi, rồi sa hay bút chi xã ốc, và sa hay bút chi si sơn, thì các bạn trả lời luôn ha. Các bạn có hỏi gì không? Này khó đúng không? Bạn Hồng Yến thấy sao? Hơi hơi rối à? Em thấy có rối không? Em đang vẫn chưa có lấy cái câu này nên em đang tìm để cái này cố gắng nhớ. À vậy ha. Cho nên em gạch ba từ này cho thầy, cứ xa hay bút chi, cứ xa hay bút chi, như vậy bữa ông thầy ông đọc là cứ xa hay bút chi, cứ xa hay bút chi, là mình trả lời là xa hay bút chi hay con là được ha. Thầy cứ vô mà cứ thấy xa hai bút chi ba cái quất vô xa hai cạnh vô nữa là xong. Đúng rồi, cái chữ hay con nữa là xong, đúng rồi Ừ. Cứ ha. nhớ hai cạnh này đắp vô là được. Đắp vào cái chữ hay con vào. Ừ, là ok liền ha, là nó sẽ ra đậu thôi. Ừ đúng rồi. Hỏi càng nhiều nữa rồi. Các bạn tiếp tục với câu này, câu này cũng khá là hay ha. Công chân hành che panel vi hai giờ hành xa cơn e tề sờ tề hè xe bờ nè sim panel bắt tinh su ít tổ đốc hành che tổ rê mù ở si đào cô ham nì cá. Công chân hà tà là công, gọi là phán xử một cách công bằng ha. Công chân là công chính, nhưng mà mình có thể là dịch là công bằng ha. Cái từ che pan là mình biết rồi, che pan là Phán xét. phán xét, phán xử, là đúng rồi, bạn nào nói quá hay ha. Rồi từ xét xử, cái từ che pan là
cái từ xét xử thôi, chọn phán xét là nãy là từ pai kiên đó, đúng không? Chữ pai kiên là nãy á, là phán xét, còn đây là xét xử thôi ha. Nãy cái từ nãy các bạn nhớ không? Cái từ pan kiên ha, pan là phán, kiên là phán quyết, còn đây là xe pan là chỉ là xét xử thôi ha, xét xử vì tại sao nó khác, tại vì á, thì chữ phán xét đó là có nghĩa là đã xong rồi, đúng không? Còn đây là xét xử nó nhiều lần, xét đi xét lại, xét xử mà nó chưa có ra cái phán quyết, ha, nó có xét rồi xử, ha. Còn đây chưa là chưa có mới có xét xét lại rồi để mà xử thôi, chứ chưa có ra một quyết định ha. Rồi quy hai giờ, quy hai giờ là để ha, cấu trúc là để rồi để, cái này là công bằng phán xét, xét xử công bằng, chữ in vi hai giờ là để phán xét xử một cách công bằng á. Thì han sa cơn là một vụ kiện, một vụ, han là một mà sa cơn là kiện, một cái vụ kiện hay là một vụ gì đó, một vụ về t hay là về ha, nói về một cái vụ kiện gì đó, nói kiểu về, cái này là cấu trúc là về, đây là để. Cái này thì từ mai mốt các bạn học thêm nữa thì mình học thêm cấu trúc nữa. Rồi xe bên là mấy lần đó các bạn? Ba lần. Ba lần, xe bên là ba lần. Simpan là simpan Xét xử. đúng rồi đúng rồi, phán xử đúng rồi, cái này chữ simpan này rất là hay, simpan. Đây là cũng là phán xét. Cái này là chữ phán Xét xét, xử. cái từ này thì nó giống với cái từ pan kiên, hai từ này giống nhau, phán xét hoặc là phán quyết ha. Thì bắt tin su ít tà xúc tôi bắt tin su ít tôi rất là nhận nhận cái sự phán 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 quyết phán xét đó. Thì hanh che tô là cái chế độ ha, chế độ đó là chế độ mua xin là chế độ gì. Một để mình phán một cái việc công bằng, cho nên là người ta một vụ kiện người ta phán xử mấy lần các bạn? Ba lần. Ba lần, và đây là chế độ gì? Rồi đây là Tâm chế chế độ là sam sin che phan. Các bạn cái nghe rồi, các bạn cứ nhìn vào đây chỗ chỗ này cho thầy nha, nhìn chỗ này cho thầy nha. Rồi các bạn không cần nhiều, nếu mà quên đó, thì các bạn nghe như thế này là xe bên là Sam, xe là Sam đúng không? Sam, Sam cộng với lại chữ sim này, cộng với chữ che tô này là các bạn sẽ ra cái câu trả lời của mình ha. Rất là đơn giản không? Sam xin che phần. Không? Lỡ mà lúc này mà cứ quên, cứ gặp ông thầy, nhớ là không biết ông thầy ông bữa ông dạy cái này, xe bên ở chắc Sam đúng không? Sam xin xe bên. Rồi đây mà gọi là Sam xin che tô imita, che tô là cái chế độ Sam xin. Thì các bạn biết á, thì hôm bữa mình có học các loại tòa án đúng không? Loại tòa án, ví dụ tòa án địa phương, tòa án cô tưng, gọi là tòa án cao cấp và tòa án tối cao. Tòa án địa phương này khi mà họ quyết, họ gọi là họ đã xét, họ là đã che pan rồi, họ đã sim pan rồi, họ đã sim pan người A với người B rồi, xong rồi. Nhưng mà người A nói là cái việc này là ông phán xét như vậy, ông tôi không có chấp nhận về cái việc đó, không có nhận cái việc đó. Cho nên người này mới khuyến cáo lên, đề nghị đơn khuyến cáo lên cái tòa án cao cấp Cô Tưng ha. Bớt quân Cô Tưng bớt quân đó, đây là chi băng bớt quân đúng không? Chi băng là cái tòa án khu vực thôi. Rồi Cô sau đó là Cô Tưng bớt quân là cái tòa án này, là tòa án cao cấp. Thì cái ông A này ông lên đây ông gọi là ông gọi là thẩm 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 tra lại, có nghĩa là muốn xét lại, muốn xử lại, thì ông đưa thầy ơi, từ là em hỏi này, cái em xin lỗi, cái cô tưng bật quên, nhưng mà cái này là gì ta, tưng bật quên chứ mấy thầy, xăm về xăm tô này là xe bật quên chứ, tại vì có ba cái mà, chi băng bật quên, cô tưng bật quên, rồi cái này là cái thứ ba là tay bật quên, với là cái cao nhất đó thầy nhỉ.
đúng rồi đúng rồi đúng tê bờ quần đúng rồi tê bờ Dạ, quần cái này là tay bộ quân. thì đó không có ý là bà, thầy chưa nói hay là thầy chưa có nói xong nói xong Cái anh này là thầy nói là trước cái câu đầu tiên là như dạng là trước tiên là chi băng bập quên, xong mấy tới cô tư người tới tới cuối cùng là tê bập thầy quên. chưa nói cái này mà em rất là giỏi Thầy đã nói cái quá là thầy giỏi đặt từ cái đầu xong rồi mới tới tới giữa và tới cuối. phải tức là em lúc nãy là em nghe thầy nói cái này là cô tung bục quên, cái này á là cô tung bục quên rồi, cho nên đâm ra em mới 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 cái đó, chứ không phải là cố tình là cãi hay gì hết. Ý Không sao không em tính là em tốt rồi ok rồi mình tính vâng. tiếp rồi thì thầy đang nói về đang giải thích cái bộ kiện như thế này cho các bạn hiểu ha thì ông Chi Băng Bọc Vôn này là kiện này, xong rồi nhưng mà ông A này ông chịu cho nên ông mới đưa lên một cái tòa án cao hơn là Cô Tưng Bọc Vôn để mà phán xét và phán xét xong ông này phán xét xong rồi nhưng mà ông A cũng chịu cũng thấy cái việc này cũng, cũng cũng không có chịu nữa cho nên là ông mới để trình lên một cái tòa án gọi là tòa án tối cao á thì giải quyết thì sau khi mà tòa án tối cao giải quyết xong á có nghĩa là người ta không có còn xét nữa có nghĩa là đây là kết thúc rồi lúc đó là quyết định rồi chứ không có còn mà đưa đơn gì nữa rồi cái chi băng bậc quân này á là thường á là một cái thành phố nào cũng có còn cái cô tân bậc quân này là cái khu vực vì một một khu vực như là Kiên Nam nhá một cái tỉnh đó là nó có một cái Cô Tưng Bọc Won ha rồi còn cái Tê Bọc Won này chỉ nó nằm ở chỉ có một cái thôi ở tại Seoul thôi đó thì là nó gọi là tòa án cao nhất cho nên bạn Yến rất là giỏi rồi cho một các bạn cho một tràng pháo tay chúc mừng bạn Yến ha bạn Yến rất là giỏi À, cảm ơn thầy. rồi rồi sao cho nên là mình gọi là sam xin chế phan sam xin chế phan chế tô rồi mình đi đến tiếp tục cái câu số này nha câu này rất là dễ ha hep sai rồi ban chúc hai giờ anh nè kê cùng túc tu bam tương ứng nó cố sơn ít quá hâm kế mạng tính tự kỳ mùa sinh nhật cá Champion in cái này là bánh cái này là các bạn thường làm đúng không yeah. rồi hép xanh là gì các bạn hép xanh là thường là mình Sao lại gọi là bên Việt Nam mình gọi là gì sao là bột hả thầy, gạo hả thầy, sao là gạo bột, nhưng gạo nếp á sao là bột gạo, giống như là bột gạo nếp với thầy nhỉ. đó gặp thầy nó gặp gạo nếp đúng ha gạo nếp thì bên này nó cũng có gọi là gạo lúa mới lúa đồ nhưng mà thường thường cái bánh này nó để nó dẻo thường thường nếp là làm cái bánh này ha rồi rồi ban chúc là việc nhào nhận nặng ha bây mình xay ra bột rồi đó cái mình cho nó khô nó ráo rồi đúng không rồi cái mình nhào nặng rồi mình bỏ kê kê là gì các bạn mè đúng không Mẹ mẹ khung đậu đậu túc tu xin lỗi các bạn cái này là nút tu cái này cái nút tu mà ông thầy ghi chắc đánh là nốt tu chứ làm gì có mà túc tu luôn này đúng không nốt tu đúng không các bạn các bạn tu như là đậu đậu xanh á hả đậu phải xanh đúng rồi nốt không? tu là đậu xanh còn lâu Lâu quá em không học nên là quên. đúng rồi chứ không có túc tu nha các bạn sửa lại cho thầy nha nốt tu nha đậu Thầy xanh ơi, cái câu này thường hay hỏi lắm nha, lúc em đi phỏng vấn là câu này hỏi đó nha các bạn nhớ nha cố gắng nha phải học thuộc câu cái này thường hỏi lắm. Câu ừ. này là tại vì là trước tiên nó sẽ hỏi là ngày rằm 18 15 tháng 8 ấy là Ừ. ngày 15 tháng 8 là ngày ngày tảo mộ ấy, xong là nó sẽ hỏi mình cái câu này. Ừ, đúng rồi. Tại Rồi. em bị hỏi nên em biết. Rồi, rất là tốt. Pam, Pam là gì các bạn? Hả? Thầy Là dễ dễ. Tưng. vân vân Tưng là vân vân đúng không? Vân vân. Nết tà, có nghĩa là mình dễ sẽ vào bỏ những cái hạt dễ rồi đậu rồi mè đúng không? Vân vân. Rồi xôi ít
sorry, íp íp là cái lá, mà gọi là lá thông đúng không? Lá thông. Lá thông này thì chắc có thể là họ họ xay ra đúng không? Họ xay ra. Rồi. Rồi Hăng kẻ mạnh tinh. hăng mạnh tinh tốt, làm một cái loại bánh, cái bánh này gọi là bánh sông phiên đúng không? Sông phiên. Trong tình. Không tiền. Rồi. Ủa thầy, no cô là gì thầy? No là gì thầy? Nốt từ Nó nốt cô. nốt là Nó đề cô là đặt vào à, không cho vào để bỏ vào, bỏ vào à, chữ bỏ vào. vào, bỏ những Bỏ cái vào thầy, bỏ bỏ vào bỏ nhỉ. vào à, Bỏ vào bỏ cho vào đặt trong vào. ban chút là nhào nặng, bỏ vào mình nhào nặng, quá mình nhào nặng bột xong rồi mới mới bỏ những cái này cho cái này là đúng rồi, cái nhân là cái nhân đúng không, nhân Vâng. nhân ha, rồi mình nhào rồi mình Nhưng nhào mà cái tên nó khó kêu quá chị, thầy cái tên nó dưới nó về xung phên xung phên anh thấy nó mau quên mà nó khó kêu. à, Xung bạn phên. nghe này, cái chữ Ừ. ngờ này, Xung chữ phên. ngờ này, chữ ngờ là sông, Xung. chữ Xung phờ phên. này, Phên. chữ y này, chữ Đồng ơ thôi. này, chữ dơ đó, n à, phiên, phiên Xung giống đọc chậm là phiên nhưng còn nếu mà đọc nhanh phên. là phiên à, sông phiên Thầy ơi, sông tới bây giờ em đọc cái này em còn đọc chưa được, nó chưa chuẩn luôn đó thầy. là đọc giống pi ơn em đọc là pi ơn nếu vậy là nó phiêu á thầy, mình đánh đánh không ra, nó à. ra cái từ khác. Lúc nào em đọc cũng em như vậy là nói theo như người Hàn á, là như vậy cái từ bà đơm ma này nó vậy là nó không chuẩn. Nó giống bị ngọng đúng Y nghe ngọng nha, bà hỏi mày nói cái gì. Mấy bà cái không? này phải Xung học. quanh Học, nếu như mà đậu quốc tịch xong là phải học thêm thầy cái từ Padman này mới được. đúng rồi. Rồi. Các bạn chỉ cần nghe cho thầy mấy từ này thôi nha. Nghe cho thầy mấy từ này là được ha. Thứ nhất đó, là từ đầu tiên là hepsi. Sẵn. Hepsan. Rồi cứ nghe ke rồi cong rồi nốt tu rồi đó ha. Nghe mấy cái từ này là đơn giản ha. Đậu rồi đó. Rồi nghe chữ xuân ít nữa là được. Xuân ít. À. Và đặc biệt nghe chữ tốt nữa là xong xong xuống rồi. À. Nghe chữ tốt nữa là tốt là bánh 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 ha, bánh tốt đó. Xong À. phần là bánh làm bằng tay. À, xong tiền. Mà cái câu hỏi ở trên nó nhìn nó dễ hiểu mà cái câu trả lời đó, nhìn nó tối tăm À, xin lỗi các bạn nha. dạ. Cái chữ xuân íp này á, thật ra là người ta không có xay ra nhưng mà người ta dùng dạng như cái nồi như này, người ta bỏ cái lá này trong này, rồi bỏ nước, bỏ lá này rồi sau đó bỏ mấy cái hộp này là hấp lên đúng không? Rồi cho nên bỏ một cái rá này này. Cho nên là cái lá này để hấp thôi chứ không phải là nãy thầy nói là nó xay ra rồi, không phải Thầy nha. Xin lỗi. thấy như là mẹ chồng em làm á là bả xẻ cái lá đó bả lót ở dưới À đó 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 thầy nó rồi hấp để cái bánh lên rồi hấp, à, cái này nó lót đúng không thầy? Em mình thấy bả làm như thế nhưng mà cũng nói chung là cũng ít lắm, hồi xưa thì có làm nhưng mà giờ bả lớn tuổi rồi nên là không thấy làm. và cái các bạn biết cái ăn làm bánh này cái dịp trung trung thu đúng không, Trung thu. chu Chưa sóc sao. Chưa chu sao. chu sóc là trung thu còn 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 sinh năm là thường ăn gì các bạn biết không? Tóc cúc. Ốc cốt đúng rồi, nhớ quá giỏi. Rồi cái câu này thì mình làm thêm chút nữa nha. Cung cung su, các bạn cứ nghe thôi ha, cứ nghe cho tập cho quen, như vài bữa thầy đọc trả lời cho đúng nha. Tê cung cung su chẳng mà tương lệ, tê thiêu cho kín y sang hương sang nhì na tha na cố vi ca mà ni ô cô mu tốt sinh kê chờ đơn mùa xuân kê chờ đêm nghỉ cá. Câu này mình trả lời là mùa 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 hè đúng không? hè. Rồi rồi bên dịch 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 một chút là mình sẽ có những từ mình chỉ học những từ đơn giản ha. Thê phun là lũ, Báo. là lục lũ lục Báo lục. chẳng ma là Báo mùa mưa gió dầm. Mưa à. mùa mưa, Mưa. mùa mưa chẳng mai là
thật ra là gọi Mùa là mùa. một dùm này gọi là chẳng mà Bây giờ mưa về. tepio đại diện, thường thường là có cái đại diện, thường thường là cái mùa đó nó có đại diện là lũ nè, rồi bão nè, rồi mưa nhiều nè đó, rồi kisang, hiên sang là hiện tượng khí tượng, khí tượng ha, gọi là hiện tượng thời tiết đó. Nathanata là xảy nó xảy Xảy ra ra cái hiện tượng đó đó. Bika mani oko mani, trời mưa rất là nhiều. mưa nhiều, Mưu tất ta là gì các bạn? nóng, Ồ, nóng, ôi bức thời nắng ôi không. Rồi, Subhata là nghĩa là ấm, ấm hay ấm, ấm ấm ướt, ấm ướt, ấm ướt. Kê chơi là mùa, mùa đó là mùa gì thì mình gọi là mùa này. Cho nên các bạn chỉ cần nghe ba từ thôi ha, chỉ cần nghe ba từ thôi là trả lời đó ha. Cứ nghe là thê phong hong su chẳng ma, rồi ở trên kê chơi là mình trả lời là mùa hè rồi đúng không? Hè đó. Còn cái này kiểu khí tượng thủy văn là mưa này này vẫn là khỏi còn cũng được ha, nếu mà hiểu hết thì mình hiểu, còn không hiểu là mình là theo khung này, khung su này, chẳng ma này, đó là mùa hè. Nhưng mà thầy rất là thích mùa hè thì trời nó nóng nhưng mà nhờ có những cơn mưa nó mát đúng không? Không, em lại thích mùa đông. Mùa đông lạnh chùm mền cũng Vậy ha, mát. gia đình đang hạnh phúc lắm ha, chị đây. Từ từ có tí tuổi là sẽ thích mùa Các hè bạn thôi em. coi nhà, các bạn xem này các bạn, thật ra bên Hàn Quốc rất là cần bão các bạn biết không? Bão thì nó có như thế này, thầy giải thích cho các bạn tại sao Hàn Quốc nó cần bão. Mình rất là cần bão ha, và tất cả loài động vật nó rất là cần bão, tại vì mùa hè là nó nóng, mùa hè là nó nóng lắm các bạn biết không, mùa hè là nó nóng. Mà đa số các loại cá dưới biển á, là nó có những nhiệt độ mà nó thích hợp cho nó, mà cái ở bên Hàn Quốc là có những loại cá mà nếu mà nó nóng quá đó thì nó chết, đúng rồi nó chết, cho nên là có những cơn bão đi qua để mà nó làm cái lượng nước nó xoáy động và nó làm cho nó mát, giống như mình ngồi mà mình bật máy quạt thì nó mát không, mát đúng không, dễ chịu đúng không, thì đó là những cơn bão đó nó làm cho cái những con cá nó còn sống, đó là về nói về vấn đề cá ha. Thứ hai á, là bão á, thì nó rất là tốt, vấn đề là gì, thật là không khí các bạn, hiện tại các bạn một số bạn ở đảo Busan á, hoặc là một số vùng á, là có nhiều nhà máy lắm đúng không, nhiều nhà máy, đặc biệt là những nhà máy giống như là nhà máy mà lọc dầu này, hoặc là nhà máy mà đó để nó thải những cái khí mà nó nhà máy ga rồi đó. Các bạn hồi giờ xuống Nam Cu chưa, mai mốt xuống cái dịp mà Ulsan Nam Cu, thấy những cái máy mà nó thải ra những cái chất mà nó khó chịu đúng không, các bạn thấy khó chịu không? Khó chịu, em đang sống ở Nam Cu mà thầy. Thì gần chỗ em thì thầy không biết, nhưng mà ở dưới khu công nghiệp là nó Đó, có em đang ở gần khu công nghiệp, nó rất là nhiều công ty, đó luôn rồi. rồi khí ga dầu gì Nhưng mà tùm em lum thấy hết, cái thời tiết nó thấy nó khó chịu không? khó chịu. Mùa hè nó ôi bức. Cho nên là cái thời tiết mà khi mà những cái này á, nó lên thì nó tụ lại thành mây á. Thành mây rồi cái nó nhiều xuống nó mưa không mà âm cảm, cho nên thành ra các bạn một đi đi mưa đừng có đừng nó giống như Việt Nam mình là hồi đó tắm mưa nha, bên này là tắm mưa là trời nó rồi quá tóc rồi nha, vì có những nó lên đây nó axit, cho nên là Thì đi. không Chứ thầy nói làm sao mà không thể, thầy rồi nói vậy tính vậy mốt mốt thì mua là phải đội nón nha. một là đội nón mang dù nha, chứ các bạn mà đi đừng đi đầu trần, đầu trần là mưa cái axit này nó xuống nó dính vào cái tóc của mình đó. Cho nên hay đụng rồi Hài rồi, cho nên á, cái bão này nó đi vào và nó đẩy hết cái lượng này nó đi hết, thành ra thầy nói là thầy thích bão là vậy ha, bão nó đi hết, nó đi những cái không khí dơ nó đi hết, thành ra cũng đỡ. Và thứ hai nữa là cá rồi cũng sống rồi cũng được.
Còn các bạn thấy thích đảo đúng không? À giờ Dạ, rồi. yeah, bây giờ thầy giải thích ra là giờ là cảm thấy thích báo rồi. Hồi kia là mình sợ bão, mình sợ bão. Ồ Sợ sợ. thầy, sợ mưa ở bên đây mưa kinh lắm, với lại nó sấm sét, nó không phải như ở Việt Nam mà. Cho nên là Và mưa. bên đó đi thầy đi, và bên đó phải đi bão nhiều, mấy không khí mới trong lành đó. Bão rồi mưa nhiều thì với lại thời tiết mà nó nóng quá thì cái con người mình cũng nó không có sức để nhiều, cho nên là Đi luôn. có nhiều mưa nhiều bão là vậy. Còn mùa đông là sướng rồi, mùa đông thì ngồi đắp chăn là được rồi, cái này này thấy không được này, thích mùa đông rồi cứ đắp chăn rồi. Nhưng mà có một số chị em, một số anh dạo này người nam đó, họ buồn đó. Mùa đông mà buồn tại sao biết không? Mùa đông là tăng cân rồi. Tại sao biết không? Ăn rồi mình ngủ Ăn nhiều. xong ngủ không, nó không đi đâu hết. Cho nên là hay tăng cân rồi. Rồi cho nên là rồi các bạn đi đến câu tiếp tục nha. Trung Quốc Ha Ulpin Đề Thơ In Bồ Nế Y Phô Hi Rô Bù Mì Rì Trung Ngữ Đố Soa Chúc Kiến Tung Tung Nít. Cái từ này mình đọc là tung nít nha các bạn, tung tung chứ không phải là đọc tốt à. Tung tung nít mà Tâm đức tung quân nít tâm người ta. nít là tung nít gì cũng được hả? Tung nít quân tung cả nên muốn vui nghĩ cả. Harbin là Harbin, nó là giống như một cái chỗ là cáp nhĩ tăng của Trung Quốc ha, cái gọi là cái tỉnh cáp nhĩ tăng đó. Thì cái tỉnh tại cái nơi đó đó, tại cáp nhĩ tăng đó, thì ai ai đó ha? Tông tông nít un tông ca là chữ ca này là người ha, cái người un tông này là phong trào độc lập, có nghĩa là cái người đứng lên trong phong trào độc lập, có người là có nghĩa là người một người đứng lên biểu tình đó ha, tham gia là phong trào độc lập người tham gia phong trào độc lập đã trong là súng Soa là xả súng gọi là bắn chết, Chukin là bắn chết ông thủ tướng Nhật Bản Itohiro Bumi trong là súng Soa là giống như bắn bắn súng trong là ám sát bắn chết ông thủ tướng Nhật Bản tên là Itohiro Bumi ở tại Cáp Nhĩ Tăng ở Trung Quốc. Ở tại Trung Quốc cứ nghe Trung Quốc, còn cái cấp nhà tăng khỏi nghe cũng được, nghe cứ nghe Trung Quốc cũng được này cho thầy ha. Cứ nghe Trung Quốc cái một cái vị mà Un Tông Ca, một cái người mà đứng lên trong phong trào độc lập, ông qua Trung Quốc này, ông thủ tướng này ông cũng đang ở Trung Quốc đúng không, ông đang sát ở Trung Quốc thì ông người Hàn này, ông một ông nhà gọi là nhà chiến lược gia, một cái nhà gọi là phong trào độc lập, ông qua đây thì ông tìm cách ông thấy cái ông thủ tướng Nhật Bản đứng chỗ nào thì ông nhắm một đất bắn đùng cái rồi chết luôn. Nhớ nhớ cái bắn rồi thì ông đó là anh gì các bạn, Anh Trung anh Trung Kinh, anh Trung Kinh, anh Trung Kinh, cái ông này là rất là nổi tiếng mà chỉ có ông này bắn thôi, bắn chết thôi nha, còn các ông khác là ông cũng bắn nhưng mà ông chết, có ông đem cái lựu đạn bắn mà cuối cùng bị bắt luôn nè, nhưng mà ông này bắn chết luôn các bạn, ông này bắn chết luôn. Ông anh Trung Quân. Kinh ông rất là giỏi, ông bắn đấy là chết luôn rồi. Các bạn thấy là chỉ cần nghe nghe cho thầy ba cái từ thôi là được nha, cứ nghe là một là ở tại Trung Quốc này, còn cái này khỏi nghe cũng được Trung Quốc, rồi cứ nghe là Trung Itohiro Bumi. Rồi không biết gì nó nghĩa là chúc kinh nè, chúc kinh là chết là giết người chết nghĩa là giết chết là ám sát cái ông ai là người ám sát ông thủ tướng Nhật Bản Itohiro Bumi ở tại Trung Quốc thì ông đó là tên là anh Trung Kinh thôi. Nghe ba từ là được ha, nghe nha, bắn chết thầy luôn. ơi, thầy Sao có khi nào nghe Trung Quốc gọi Nhật Bản nhắc cái từ chúc yên chết là mình ra được anh Trung Kinh đúng rồi. Ồ cái này hay nè. Đó mình tóm lược vậy đi,
đó, Trung Quốc cái vào qua Nhật Bản cái đầu À cái đúng tự rồi, không tin cần một thấy việc âm này đó. cũng được, hay là Trung Quốc rồi Inmon rồi Trúc Kim à. Trúc Kim đó Rồi là biết là ừ. từ Trung Thế Quốc qua Nhật là bắn chết ăn là lụm. vẫn kết luôn Cho một điểm về chỗ quỳ gói. à. Về chỗ quỳ gói thì cái bây giờ mình vô ta nên mình nói thầy ơi là ăn chung kinh im ni ta là lụm đâu đó, cái câu này em học là em phải học cho thầy. Đúng rồi. Ăn chung kinh Rồi, ông anh Trung Kinh nha. Các bạn thấy ông này ông rất là giỏi ha. Người ta giết người thì người ta đi ở tù đúng không? Còn ông này ông giết người, ông trở thành một cái người anh hùng của đất nước. Không? Bây giờ anh hùng mới ra đổi câu này chứ. Đó. Nhưng mà đừng, các bạn đừng học nha. Chết đó. Rồi, học cái ông này thôi nha. Rồi. lời ổng thôi chứ đừng theo học, học sao ổng giờ banh khác Rồi rồi các bạn chắc hôm nay mình học một câu nữa rồi mình nghỉ nha, ngày kia hôm giờ mình học tiếp. Rồi học đây này quan trọng, học ở đây nhiều đúng không? Rồi các bạn dịch nè, dịch với thầy nha. Minh chu chu y, cái chữ này đọc chữ y nha các bạn. Minh chu chu y quốc ca e so nên quốc ca con lớp kế Kulip hako ismita. E han min go ke. Chữ này thì E đúng không? À, tại sao đọc chữ E, tại sao Y? Chúc mày giải thích sau. Ukka kon lokul. Ở tức kế Kulip hako ismita. À, mình dịch thử nha. Min chu chu y là chủ nghĩa. Chu y là chủ nghĩa. À, dân chủ. Chu là chủ. Min là dân. Dân chủ. Chủ nghĩa dân chủ á. Thì quân lực là quyền lực, quyền lực của quốc gia đó à, của đất nước là quyền lực của quốc gia đó, được bun lip ha tà, được phân chia ra. Bun lip ha tà là phân chia à, quyền lực của quốc gia được phân chia ra à. Và Tây Han Minh Quốc là Đại Hàn Dân Quốc à, cái quốc ca quân lực là quyền lực. Quyền lực bun ly ha ta là cũng phân chia, phân ly, phân chia, phân ly gì cũng được ha, phân chia như thế nào à, có nghĩa là đất nước Hàn Quốc đây này là có cái quyền lực được phân chia ra thành ba cái bộ chính đó. Thì ba cái bộ chính này là cái ba bộ gì, ý là như Ta thì thứ nhất á, cái bộ đầu tiên đó là Ipepu, Hang Chân Bu và Sa Bấp Bu Inita. Ip Bấp Bu là cơ quan lập pháp, cơ quan lập pháp à, hay là bộ lập pháp, mình đọc là cơ quan lập pháp là không được ha, hay là bộ lập pháp ha à, Bu là bộ lập pháp. Hang Chân Bu là cơ quan hành pháp hay là cơ quan chính phủ, cơ quan hành pháp. Sa Bấp Bu cơ quan tư pháp à, tư pháp à, một là lập pháp, lập pháp, hai là hành pháp, ba là tư pháp. Thì cái xã hội dân chủ, tại sao mà dân chủ, dân làm chủ các bạn, có nghĩa là đất nước Hàn Quốc là được theo chế độ là dân làm chủ, mà nếu ví dụ một cái bộ nào, một cái người nào đứng ra làm chủ luôn đất nước á, là cái người này là thường là mình có tổng thống đúng không? Từ Thật sự thì ông là đại diện thôi, chứ không phải là người làm chủ đất nước. Ai làm chủ đất nước? dân Dân chủ đúng dân không? Thì dân làm mình chủ cho nên là để cho xã hội công bằng thì họ chia ra làm ba bộ. Một là Ipepu, Ipepu, hai là Hang Chân Bu và ba là Sabepu. Thì ba ba cái bộ này nó rất là quan trọng. Rồi bây giờ mình thử ba bộ này nha. Thì cái bộ thứ nhất là Ipepu á, là các bạn biết á, là cái Ipepu này á là một cái cơ quan gọi là cơ quan lập pháp, nơi đây để lập ra luật à, lập ra những bộ luật ha. Và nơi nào lập ra bộ luật, bữa mình có học động văn đó là Cúc à, Cúc Huê à, Cúc Huê là
là cơ quan quốc hội. Ok. Quốc hội là những người họ họ khoảng ba, hiện tại là bên này là khoảng 300 người, 300 đại biểu quốc hội đó, là họ là ngồi lại để mà lập ra Cơ luật, quan lập ra lập luật ra. rồi. Và cơ quan chính phủ Hang Chung Bu hay là cơ quan hành pháp này á, nói về cơ quan chính phủ và cái cơ quan này đứng đầu đó là tổng thống, tổng thống là Tê Thông Nhân á, Tê Thông Nhân ha. Thì ông Tê Thông Nhân này á, thì khi ông khi mà đối thoại đối ngoại đối nội, có những là công việc mà là mà xử lý trong trong công việc trong nước và ngoài nước á, thì ông phải dựa vào những cái bộ luật này, cơ quan chính phủ này phải dựa vào bộ luật này để rồi điều hành đất nước, dựa vào bộ luật này để điều hành đất nước. Thì ông tổng thống trên dưới ông tổng thống là ông thủ tướng, dưới thủ tướng là các bộ trưởng vân 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 vân. Thì đây là cái cơ quan gọi là cơ quan hành chính bộ, cơ quan hành pháp. Rồi cái còn cơ quan sa bóp bô này gọi là cơ quan tư pháp. Tư pháp này nói về tòa án ha, bóp quan, bóp quan, bóp quan là cơ quan tư pháp, là tòa án. Thì tòa án nãy mình nói là có tòa án tối cao. Nếu ông tổng thống mà mà làm mà sai trật mà người dân họ đứng lên biểu tình giống như gặp bà Park Geun-hye đó nhớ, ví dụ bà Park Geun-hye đứng lên mà bị cuối cùng bị tố cáo, và cuối cùng thì bà này bị dẫn đến tòa án tối cao, gọi là Tệ bật quên. cao Tệ bật quên. em Tệ bộ chín người, tòa án này rất là tối cao và cuối cùng xử bà ở tù luôn. Cho nên là không phải là cái người này không phải là chủ của đất nước, chủ của đất nước là những người bật. người dân, còn người tổng thống là chỉ là đại diện của người dân thôi, đúng không? Đó. Đại diện mà là không nên là bị xử như thường, đúng không? Cho nên là tại sao như vậy? Tại vì nếu như không như vậy á, thì nếu một người nào có tổng thống, ổng chỉ độc tài thôi. Ví dụ như vậy, ví dụ như bên xã hội là xã hội bên bên Triều Tiên á, Bắc giống như Trung ông Kim Jong Un, đúng không? Kim Jong Un à, là ông giờ Kim làm đúng làm sai gì kệ ông. Ông nào mà ngôn xử là ông xử luôn, ông xử tử luôn. Cho nên cái này chế độ nó khác, còn cái chế độ bên Hàn là chế độ dân dân chủ. dân chủ Cho nên là nhìn còn chung cái chung ông này mà làm lập lập luật mà lập luật mà không nên á, thì ông này ông có thể là cho về hưu sớm đó. Cho nên là nó sẽ liên quan với nhau, nó sẽ liên quan với nhau và có những cái quyền lực riêng với nhau. Cho nên là các bạn sẽ được hiểu được cái luật pháp bên Hàn Quốc là vậy ha. Họ nhưng không mà em thích cái luật pháp bên Hàn Quốc, mình thấy nó hay á thầy, nó có ba bộ gì đấy hay thiệt, chứ còn Việt Nam mình với tổng thống có